Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới thời đại siêu anh hùng ha. Hiện tại thì mình quay trở lại thế giới bướm để mình nhặt những cái mầm cây kinh nghiệm nè. Hôm qua mình nói mình lượm về mà mình vứt đồ, mình vứt bừa thế nào không biết, mất hết trơn mấy cái hạt rồi. Thế nên bây giờ thì mình phải quay lại đây để lấy cái hạt ha. Để không thôi mất công. Ui. Unstable. À. Đây rồi. Hôm kia mình có nhắc tới với các bạn ấy, một cái thế giới mà mình có thể kiếm được rất là nhiều đồ xịn là thế giới kiến Unstable nè. Úi da, úi chật chật, úi con này. Người dám giỡn như Iron Man à. Con cá mập này. Con cá mập bay. Ui hôm nay mới thấy con cá mập bay nha. Chật chật. Này này con cá gì đây? Goldfish, cá vàng. À cá vàng. Cá vàng hả? Cá vàng chặt đứt làm hai luôn. Rồi ừ, đây. Con này là cá mây. Cá mập bay, mây. Ui kìa, nó đang ăn cá vàng kìa. Kiểu như cá lớn nó cá bé vậy đó. Ui, lao, lại đây. Ngươi lại đây. Ông lại đây, ta bắn người luôn. Cá mập thì nó cũng rớt ra xương bình thường ha. Để mình lượn vài vòng coi mình có gặp thêm cái con quái nào không. Hôm nay thì gặp thêm con cá vàng với con cá mây. Ờ, hình như chim cũng có một thế giới riêng hay sao để mình... Ui trời ơi, nó giết chim à. Chim là để yêu thương. Mà sao ngươi lại cắn chim như vậy hả? Khốn kiếp thiệt. Cắn chết queo con chim luôn rồi. À đây, còn con chim nè. Để mình thử ấn vô con chim coi mình có đi qua thế giới chim không nha. Bướm thì mình đã ấn vô rồi. Giờ thì tới chim để mình ấn vô hả? Ê, hình như chim không có thế giới hả? Dạ, lắc. Chim đứng lại chim. Chim không chịu đứng lại chứ vậy. Hình như chim không có thế giới rồi, chỉ có thế giới bướm thôi. Wow, ở đây có fairy nè. Tiên. Trời ơi, sao nay lắc vậy ta? Mỗi bữa mình qua đây đâu có lắc vậy đâu. Mà hôm nay qua hơi lắc nha. Có điềm rồi. Mình cũng lại lấy được cái hộp giống cây kinh nghiệm rồi, chắc mình đi về á. Tại hôm qua đi vứt kiểu gì không biết, nó vứt hết trơn hộp giống luôn. Ôi ở đây có con quái vật gì nhìn ghê quá, như ký sinh trùng vậy á. Trời đất ơi, nó con này là con bướm. Ui cái này là trái bướm hả? Có nổ không? Trái bướm nè, nhưng mà kiểu giống như sắp nổ rồi đó. Ui nó có cái chốt hay sao nè, không biết mình rút chốt nó có nổ không. Ui trời trời. Ui rút chốt nó nổ thiệt nha. Rút chốt nó nổ thiệt á. Trời ơi, mình cứ tưởng dẫn chơi hay về thiệt. Hên là mình mặc giáp sắt nên không có sao. Giáp người sắt hơn nên không có sao á. Chứ mặc giáp thường chắc nó nổ cho banh xác rồi. Ghê thiệt. Ui. Hôm nay gặp con Phụng Hoàng bên đây nữa. Phụng Hoàng bên đây là nó không cần tổ luôn nha. Ái chà. Thì ra ngươi đậu đây hả? Được. Tới công chuyện với nó luôn nha. Hôm bữa mình đánh không lại nó rồi, để hôm nay coi mình đánh lại nó hay không. Vô. Mà chắc mình phải cởi bộ giáp người sắt ra quá. Để mình thử. Ui không được. Chạy. Té. Oh my god. Nó mạnh quá. Không khéo là mình chết mất. Ui ôi. Mình lấy táo vàng, mình giết bộ vàng lấy táo vàng ăn cho đỡ sợ coi. Ghê quá. Mình không nghĩ là nó mạnh như vậy đâu. Nhưng mà nó cắn mình thì thôi rồi luôn. Máu tụt không phanh luôn á. Căng đét rồi. Mấy con khủng long này thì nó khá là hiền á, nó không có quấn mình nên mình tốt nhất không nên giết nó đâu, tội nghiệp nó. Ui đây có quá trời con công nữa. Ui đây có nhiều công với ta. Ừ, mình lại gần coi nó có xè đuôi mình không. Cái đó nó xè đuôi nè. Xè cái đuôi hơi bị to luôn á, như cái quạt vậy á. Ở dưới là những cái con quái vật tên là Dungeon Beast á. Mấy con này thì mình cũng có thể giết được nó. Ui mà nó đông nha, ba con lượt luôn. Rồi luôn, chắp các ngươi luôn. Vô đây. À con manh tích. Ui trời trời, manh tích cũng thích con Dungeon Beast nữa hả. Nó mằn gỏi hết trơn luôn rồi kìa. Chơi mà chơi KS hàng. Của ai thì nấy farm. Chơi mà KS hàng là không khoái rồi. Trả thù liền. Nó dám đi KS hàng của mình, láo thiệt á.
Ồ, bướm đây rồi, bướm đây rồi, bướm ơi, cho về kéo với. Giờ mình phải tìm được bướm thì mình mới về nhà được. Ok, giờ thì mình sẽ bay để trở về nhà thôi nào. Không biết bay có đúng hướng không nữa. Thường thường nhà mình nó gần gần mấy cái sa mạc này lắm. Thử coi. À, tới luôn hay sao nữa? Ủa, tới luôn, ngon. Tính ra mình cũng xuất hiện ở gần gần nhà mình và có cái cột nè, cột chỉ thiên để mình làm dấu nhà mình á. Nhìn từ xa còn thấy đường ha. Rồi, về nhà thôi, sửa giáp lại. Nay đi xuống thế giới... nên đi qua thế giới bướm nó hơi hư giáp xíu rồi. Sửa lại. Xong, phen giáp đã full rồi và các bạn có thấy đàn bò của mình không? Mình không có nhiều lúa nữa mà chỉ nhân giống nó được như đây à. Với cả là cái chỗ này nó hơi bị nhỏ á. Nên mình không muốn nuôi quá nhiều con cho lắm. Nuôi tầm 4-5 con vậy là đẹp rồi ha. Rồi đi cất cái... Ủa? Mấy bộ giáp lại bị lỗi nữa rồi nè. Mấy bộ giáp lại bị lỗi tiếp rồi. Để mình sửa lại cái. Sửa bộ giáp của Captain America lại. Đó, cho nó full đầu bền luôn ha. Nhìn cho nó đẹp. Sau đó thì treo lên lại như bình thường thôi. Đây, treo lên. Đó. Right. Và bây giờ thì mình sẽ trồng cái cây kinh nghiệm nha. Hôm qua mình nói mình trồng mà mình vứt mất tiêu luôn, thành thử đâu có trồng được. Nay em lấy lại rồi, nên mình sẽ trồng để bù lại ha. Có cái cành này thì tiện lắm. Từ từ, hình như mình cần phải đợi cho nó lớn hay sao á. Thay vì chờ đợi thì mình sẽ thử mình đi dùng bột xương bón cho nó mau lớn á. Xương thì chắc mình có đấy. Đây nè, mình có 10 cái bột xương nè. Hy vọng là đủ. Thử coi coi nó có chịu lớn nhanh hơn hay không ha. Ui, đờ máy luôn rồi, đừng có lắc. Ui, không được. À, hay là nó tự phát triển ta. Nè, mình dùng bột xương mà nó đâu có ấy đâu. Lớn lên đi, cây kinh nghiệm. Cái này chắc phải đợi cho nó tự lớn rồi. Mình không có dùng bột xương được rồi. Ok, mong rằng sau cái chuyến khám phá ngày hôm nay, lúc mình trở về thì cái cây kinh nghiệm sẽ lớn to đùng nè. Che luôn cái nhà của mình để mình có thể hít kinh nghiệm free ha. Ui, con rồng, rồng biển này. Lao nháo hả? Hôm nay tâm trạng đang vui nha, mà đừng có đi kiếm chuyện ra. Cho ngươi lên dĩa luôn á. Rồi, và cái tổ kiến table này mình sẽ để đây. Để một xíu cho nó ra đi. Mình còn qua thế giới kiến untable để khám phá nữa. Mình rất là nôn nóng cái chuyến khám phá này luôn á. Tại vì đây là thế giới kiến chứa cực kỳ nhiều đồ xịn. Trong đó có cái vũ khí tên là The King hay sao á. Đúng rồi. À không, cái kiếm tên gì ta? Hay là Knight nhỉ? Knight cũng không phải luôn. Mà đại khái đó là một thanh kiếm, nó gấp đôi thanh sức mạnh thanh kiếm Big Bertha, nó tới 1000 đam lần á. Mình mà lượm được cây kiếm đó thì mình sẽ xưng bá giang hồ trong thế giới thời đại siêu hùng này thôi. 1000 đam chứ có ít đâu. Rồi, tranh thủ lúc này mình sẽ cất kim cương. Cất dao vô trong đi. Rồi, lẽ nào, trời gần tối rồi kìa. Và mình cũng sẽ mang theo một cái giường đi, nhỏ mà qua bên kia nó có tối thì mình còn ngủ được ha. Giường mình cần ba len. Dưới ít gỗ. Gỗ trong đây có luôn. Xong phân làm nhẹ cái giường để đi khám phá nào. Rồi, bạn gái nhà nha. Hôm rày thì mình dẫn cho bạn, mình không biết có cách nào để cho bạn gái mình qua đây không ta? À, có, hình như đây nè, đúng, bạn gái vừa đứng bên đây. Hãy thả tim nè. Thả tim liên tục nha. Hôm rày để bạn gái nhà giờ cho bạn gái chăn bò luôn. Hơi kỳ nhưng mà đành vậy thôi, biết sao giờ, để bạn gái theo nguy hiểm lắm. Rồi, giờ thì đi qua thế giới kiến untable thôi. Thiệt tình luôn á, chưa qua thế giới kiến nữa là bị văng game mất tay rồi. Thôi kệ đi, tranh thủ lúc này thì mình đem theo cái máy sửa giáp nè. Tại vì nếu mà mình không mang theo cái máy này thì mình rất là khó để sửa những cái bộ giáp siêu anh hùng nếu như mình mang theo ha. Đây, đã đi khám phá là phải đầu tư cho kỹ càng. Và mình cũng sẽ mặc bộ giáp của siêu anh hùng hút vô cho nó chắc cú luôn ha. Ê, cái set đồ này mình chưa sửa nữa. Khoan, Đợi mình 30 giây mình sửa lại cái. Đang đánh nhau mà nghe cái rắc một phát hư giáp là xong luôn á. Chạy về không kịp đâu. Có điện chưa? Sửa lại cái nào. Có điện đi, lẹ đi. Thời gian là vàng là bạc. Trời đất ơi, còn không đủ sửa nữa. Chết rồi, để mình đi cày cái đó, đi cày cuốc kiếm tiền.
Muốn sửa giáp mà không có tiền, khổ thế chứ lì. Đi đi cây tiền, đi cây tiền lẹ. Lẹ lẹ lẹ, sửa lẹ đủ chưa? 400 mấy, ok ok đủ đủ đủ, mừng quá Cuối cùng thì cũng được sửa cái bộ giáp rồi. Rồi, tốn một cái vibranium rồi. Cả em sao, đầu tư xính, chính đáng mà. Rồi giờ thì cất mấy cái thứ cần thiết vô trong. Tổ kiến giữ lại đây xíu, không có gì còn biến về nữa. Rồi giờ thì lẹt cô nào. Đi lẹ còn kịp, đi lẹ còn kịp. Đi. Không biết còn mấy con kiến đây nè, nó đứng sẵn trước nhà đợi mình luôn. Ngon lành cành đào, để coi nào. Không biết, ui qua đây trời tối luôn hả? Ui ghê vậy, đi ngủ lẹ. Ngủ lẹ kéo trễ, ngủ lẹ kéo trễ. Bên đây cần lắm. Rồi rồi ngủ xong rồi. Nice. Kìa đằng kia có con nightmare kìa. Nghe đồn bên thế giới này có những con nightmare nó tới 1000 máu lận á, không phải giỡn đâu. Mình phải thật là thận trọng mới được. Ủa. Chưa gì là mình đã gặp một cái công trình rồi. Ui, ai, con cá này. Cá láo. Con cá này láo vậy. Ui sao đánh không trúng nó ta. Cá nó láo thiệt. Nó cho mình cái Gingu. À cái Gingu này là công thức để làm ra. Ủa. Đúng không ta. À đúng rồi, làm ra cái phần tay cầm của cái kiếm ít bơ tha. Rồi, dưới này là cái vườn hay sao nè. Ủa sao cái vườn không vô được ta? À quên, mình đang là hút mà nên mình to hơn bình thường. Đúng rồi. Đang là hút nên nó hơi to hơn bình thường một xíu ha. Ai chà chà, mới vô thấy hơi căng rồi đó. Ủa dạ, mà bên thế giới này có vẻ hơi lát nha. À cái này rồi, đây rồi. Bên này đặc trưng là sẽ có những tòa tháp cao như vậy ha. Tùy thuộc vào số tầng thì nó sẽ tăng độ khó nha. Càng nhiều tầng nữa nó càng khó. Ủa sao lại có những cái mắt nè. Vortex ai. Ui lại con cá mập. Con cá mập may này nó cứ khịa mình cái nha. Lẽ giờ mình chửi nó chứ. Khịa người ta hoài. Người ta không có làm gì mà khịa người ta hoài. Cái mắt này thì mình sẽ làm được cái phần lưỡi kiếm á. Khá là cần thiết đó. Rồi và bây giờ. Ui ở đây còn quá trời nè. Hình như vừa có một trận hỗn chiến về những con quái vật bên đây hay sao á. Đồ đạc rơi quá trời quá đất luôn. Bây giờ trước mắt là mình sẽ đi vô trong này trước rồi đó. Ui trời ui. Hơi căng nha. Mình cần phải đi từ trên xuống dưới mới được. Tại vì cái này nó rào một bedrock và mình không có cách nào khác đâu. Ây da, tha cho em ơi. Ây da. Lắc quá. Bớt lắc lại đi cho em chơi với. Ui ở đây có những con dung. Mấy con dung đó ăn trộm đồ giỏi lắm nha. Cẩn thận, đồ đạc của mình trên người phải giữ cho kỹ. Biết vậy nãy mình mặc bộ giáp của xuyên thùng Shazam thì ngon. Shazam thì mình có thể bay đi vô trọng được. Chứ cái này mình nhảy một hồi nó lại rớt hả. Dở rồi Lộc ơi. Ham mới. Ham bộ giáp xuyên thùng mới. Không chịu mặc giáp Shazam. Nhảy hai cái lên đây. Ngon. Bắt chớn nhảy vào đó một cái nữa. Nhảy lên. Rồi. Thunder step. Phá lòng spawn lẹ. Dọn chưa. Yeah. Mình đã dọn sạch những cái spawner của những cái con nightmare phía trên rồi. Giờ mới là lúc quan trọng nè. Bật giáp ultimate vô. Đi xuống tầng dưới. Nghe đồn tầng dưới này là tầng của những cái con cái con dung. Mình phải tìm cách mình đập cái lòng spawner nó từ trên cao mới được. Hoặc là nhảy xuống dưới đập liền nha. Đi. Nhảy xuống đập liền. Nhảy xuống. Đó. Chưa gì mà nó ăn trộm giáp bên kia. Khốn kiếp thiệt. À những con dung khốn kiếp này. Mình phải đập lẹ. Mất cái nón rồi kìa, thấy chưa. Ý là mình đã dự đoán trước rồi. Không lường trước được mấy con dung này. Ta sẽ cho các người trả giá. Rồi warm thought thì mình cũng đã có nữa ha. Làm bỏ vô túi. Cay ghê luôn. Rồi nó cho mình ngọc lục bảo Asgardian Steel. Trời ơi mất cái nón luôn rồi. Nãy tự nhiên nghịch ngu nữa. Dùng Thunder Step nó hư cái nón luôn. Chán mình ghê á. Hên là nhà có nón Seiko nha. Một xíu về nhà đổi cái nón mới mới được. Giờ đổi tạm cái nón con hút vô đi. Ui cái nón con hút cũng gần hư rồi. Thôi không đổi đâu. Nó công hư lắm. À đổi nón này đổi. Nón ngọc lục bảo đổi đi ha. Có ăn đỡ ăn không. Đây là Ngọc Lục Bảo dưới giấc mơ của người đào mỏ. Ok. Tạm thời chắc mình sẽ cất cái set đồ của hút vô trong luôn đi ha.
mặc được nó một lúc trong lúc mình nhảy lên thôi, chứ đi vô trong này là tầm này không cần nữa đâu. Căng là căng ở mấy tầng dưới kìa, tầng này chưa phải là tầng khó nhất đâu. Mấy tầng dưới nó còn khó hơn nữa, để cho nó hồi máu full cái đã, tại vì mình hồi máu hơi chậm ấy, nên phải đợi một xíu. Hồi máu lẹ đi, trời, người ta còn chiến đấu nữa. Xuống luôn, em liêu. Tầng này không biết là tầng này là những con khủng long á. Tầng 2 là tầng những con khủng long, nó đang dồn mình vô góc kìa. Mình phải đập lòng spawn ở ngay giữa trước. Ôi, đừng mà, tôi đâu muốn xuống dưới này đâu. Đừng. Cho tôi lên, lên. Lên. Đập. Cúp đâu. Cúp. Mất cái cúp rồi. Cái gì vậy? Bể chưa? Trời đất ơi. Chưa bể nữa, rồi nó xuất hiện rồi. Bể đi. Trời ơi, sao tôi khổ vậy trời. Ui dồi ôi, đi khám phá như vậy thì chết luôn rồi. Ây da, những con Basilisk này nó mạnh quá. Mình lấy cung mình bắn nó mới được. Con này nó hơi mạnh so với sức tấn công của mình. Ba con một lượt. Trời đất ơi, một con giết chứ. Ui, hình như chưa hết lòng á. Nó còn đẻ thêm nữa kìa. Toan rồi ông giáo à. Cứu. Chu me. Ui, nó đẻ thêm nữa. Đừng có đẻ, nghỉ đẻ đi. Sao các ngươi không biết kế hoạch quá gia đình chưa vậy? Đẻ nhiều thế. Chết mình rồi, hư cái cúp rồi, mất cái cúp. Ác thiệt cái chứ, mất không đúng lúc gì trơn hả? Ngay lúc mình cần thì chẳng còn cái cúp để mà dùng. Su cana học me luôn. Rồi chiếc này thì nó ban hành cho sắp mặt rồi. Tại vì những cái con Basilisk này nó có năng lực làm mình làm chậm á, nên mình di chuyển rất là khó khăn luôn á. Một xíu nếu mà nó tiễn mình về nhà thì chắc mình sẽ lấy theo một cái nón mới cũng như một cây cúp mới để mình mang theo á. Chứ không có... Ôi ơi, nó còn cho mình xuống tầng dưới nữa. Không được rồi. Mình phải sử dụng một cái set đồ đặc biệt để mình trở lại thôi. Cày tê không biết nữa. Cũng gì mà không có cái cúp mà mình phải ăn hành như vậy. Nhục nhã thiệt. Không được rồi. Mình phải tìm những cái titanium. Titanium đâu đâu? Where are you titanium? Hôm bữa mình nhớ mình có mà. Cái cúp titan... À đây này, titanium nè. Titanium với uranium á. Mình cần hai thứ này để mình làm ra một cái... một cái cây cúp. Ồ không, mỗi thứ hai cái luôn hả? Ok. Thêm sắt nữa. Bao nhiêu sắt ta? Một sắt nữa. Ok. Một sắt. Rồi. Làm luôn. Nhanh gọn lẹ còn đi nè. Đây. Rồi xong phân. Và bây giờ thì mình cần phải mang theo một bộ giáp của xuyên hùng mà có thể làm chậm thời gian để mình lút đồ thôi. Bây giờ mình không cần đánh nhau nữa, mình nhịn nhục cũng được, lút đồ thôi. Tại mình yếu lắm rồi. Ai đánh nhau mặc kệ, giờ tầm này mình lấy đồ thôi. Tốt nhất là mình sẽ đem theo bộ giáp của xuyên hùng xa xa á, vừa bay được mà còn vừa làm chậm thời gian được. Ồ nhưng mà khoan, hình như xa xa làm chậm được một lúc hay sao hả? Mà không kệ đi, có còn đỡ không á. Rồi quyết định như vậy đi, giờ thì mặc vô một cái. Đây, xong phen, tới công chuyện trả thù thôi nào. Hôm nay sẽ là màn trả thù của Lộc Sa Sam. Úi da, Lộc Sa Sam với những cái con quái trong cái công trình đó ha. Còn giờ thì ấy không còn con kiến nữa hả? À đây còn con nè, cho ta vô lại thế giới coi. Trả thù đâu, nó bên nào? Nó bên nào ta? À đây, nó bên này. Kỹ năng làm chậm thời gian là chữ H nha, nhớ nha. Chữ H. Bây giờ tầng này mình chưa cần đâu. Từ mình đi xuống dưới. Ở độ này mình lướt hết rồi đúng không? Ờ đúng rồi, tầng trên mình lướt hết rồi. Tầng dưới này hình như chưa lướt hết nè. Có cúp rồi. Ừ mình đập hết rồi, ngon. Giờ thì lướt độ thôi. Mày quá. Kinh nghiệm, trời ơi. Sao nghèo dữ vậy trời. Cho gì xịn xíu đi mấy nay à, nghèo quá. Ừ cái này thì nó có cho mình thêm Asgardian Steel ha. Ngon. Được, cái đó thì được. Thấy tiếp hơn rồi đó.
Ừ, tầng này chính là cái tầng mà nguy hiểm nhất nè. Mình sẽ mình sẽ đứng ở trên thôi. Ừ, quên vô đây đập cái lồng của nó. Nó các ngươi toàn các ngươi rồi, ta đã đập cái máy đẻ của các ngươi rồi. Các ngươi chỉ có còn hai các ngươi thôi. Mình cởi cái giáp ra, mình khô máu luôn mà. Đừng có cản mình, mình khô máu với nó. Thôi, cản mình đi, mình không khô máu nó, nó mạnh quá. Quýnh nó đẩy lùi mình thấy ghê luôn á. Đi ra. Ghê quá, nó cứ làm chậm mình thôi. Cái con này năng lực của nó mạnh thiệt, không ăn thua. Đó, có kìa, cung thì bắn 10 hit thì chúng nó cũng hit à. Ừ, ngươi làm chậm ta đi, ta lút đồ các ngươi luôn, ta chạy. Tại vì mình muốn tiết kiệm cái năng lực này, xuống tầng dưới mình sẽ dùng á. Thằng này mình chưa cần dùng đâu, tại vì nó còn có hai con dùng thì nó phí quá. Nhưng mà có vẻ hai con thì nó cũng khá là khó chịu ha. Mình phải bắn rất là lâu thì mới chết được nó. Kìa, nó còn gây ra hiệu ứng lắc máy cho mình nữa. Có gây 70 mấy máu. Cố lên. 36 máu cuối cùng, 18 máu cuối cùng, một con nữa, còn người thôi. Người cũng sẽ chết thôi, cái con Basilisk khốn kiếp kìa. Châu thì bắn lâu cũng chết thôi. Mình đã chiến thắng xong cái tầng thứ 3 rồi. Giờ thì lấy chiến lợi phẩm thôi nào. Không có đồ xịn lắm. Tầng này thì chủ yếu là ngọc lục bảo ha. Ồ, còn một cái rương bên đây nữa. Rương đây cũng không có gì luôn. Ok, là xong cái tầng này rồi. Basilisk scale thì mình cũng đã có nhà rồi ha, nên tạm thời mình vứt đến đi cũng được. Mình đã có Basilisk scale rồi, mấy thứ mà không cần thiết mình sẽ vứt bớt cho nó tiết kiệm. Ô chóp. Rồi tầng này thì là những cái con bọ hung nha. Mình nghĩ mình nên dùng ngưng động thời gian đi, để mình bay qua đây trước một cái. Mình lút đòn á. Ui sao hết máu vậy? Hết rồi kìa. Nó không lâu được giống như The Flash rồi. Nhưng mà The Flash thì mình không biết bay. Thế nó mới khó được, thấy chưa? Ui da. Ui vô. Từ từ, kẹp từ từ thôi. Mình sẽ dụ. Ừ quên, đập cái lồng, đập cái lồng. Ui da, ui. Đập cái lồng. Ui da. Mới chưa đập được nó. Ừ, được cái. Cái này là phải đòi hỏi sự khéo léo rất là nhiều luôn á. Đáp xuống. Rồi, ui, chưa đập nữa. Kể đi. Lút đồ lẹ. Kỹ thuật lút đồ. Ê, nó có cái Thunder Step kìa. Mình cần cái đó để đập lòng summon. Lút lẹ, rồi, ngon. Có Thunder Step rồi. Mình sẽ đập hết những cái lòng ở bên trong này ha. Đập cái lòng trước đi, còn mấy cái kia tính sao. Cái này hư rồi, hết dùng được rồi, vứt. Tiếp tục. Hết chưa? À nó còn hai cái. Cho nó hết luôn. Hết chưa? Yeah, sạch bon luôn. Rồi lướt tiếp. Có cây súng, ngon, cây súng này được nè. Mình để làm cây kiếm á. Mình có một cây súng mà, không cần thêm nữa đâu. Gương này thì cũng lướt rồi ha. Vậy là tầng thứ tư thì mình cũng đã đánh xong rồi. Nhưng mà mình muốn thử mình giết một vài con này để mình coi nó có rơi ra đồ gì xịn hay không á. Nên đợi mình xíu nha. Mình lên đây mình cởi giáp Shazam ra. Ok, xuống làm đây làm liều trước với những con bọ hung này trước đi. Nó hơi đông nha. Nhưng mà hy vọng cái set đồ này có thể chống chịu lại nổi. Mình muốn giết thử một con. Thông thường thì những con này nó sẽ có thể rơi ra những cái món đồ làm thanh kiếm bích bơ tha. Vì đâu nó gấp nó ủi mình ghê vậy. Nó ủi mình lên trên luôn kìa. Nó mạnh quá. Không ăn thua rồi, mình yếu quá à. Mình không giết nổi nó rồi. A few moments later. Ơ kìa. Cây lớn rồi. Mình đang dọn đồ mà. Quay không kịp khoảnh khắc này rồi, tiếc quá. Đó, nè. Cái cây bắt đầu rớt kinh nghiệm rồi. Hít thôi. Rảnh mình ra đây mình hít kinh nghiệm free là hết sảy luôn á nha. Đó, buổi tối là thời điểm mà nó rớt nhiều kinh nghiệm nhất ha. Ra đây thì tha hồ mình hít kinh nghiệm luôn. Đó, nè, hộp kinh nghiệm nè. Nó AFK đây cũng ngon lắm á. Đỡ phải đi săn quái mà cũng có kinh nghiệm. Rồi, và bây giờ trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế tạo của một bộ giáp siêu anh hùng. Tại vì mình vừa tìm hiểu là cái loại khoáng sản Asgardian Steel trong thế giới thời đại siêu anh hùng này có thể làm ra được một bộ giáp
cổ một siêu hồn mà nói tới sấm sét là người ta biết liền. Ấy, nói tới đây thì chắc nhiều bạn đoán ra được rồi đúng không? Đó chính là set đồ của thần sấm á. Và set đồ của thần sấm này thì công thức nó bảo là cần Asgardian Steel nè. Rồi nó cần thêm một vài thứ nữa, hình như nó cũng liên quan tới tới Titanium nữa hay sao á. Titanium nè, rồi sắt nè. Rồi da nữa hay sao ấy. Da. Yeah. Rồi mực, mực mình có ít ở đây thì em đây nó đi. Rồi Red Gem, quan trọng nhất là cái Red Gem, tại vì đây là một bộ giáp của một siêu hồn rất là mạnh nên nó cần Red Gem á. Và để biết chính xác hơn thì chắc mình sẽ cho điện vô để cho máy tính mình sáng điện lên cái đó. Không có điện là không có măng ăn được gì hết trơn á. Đây, cho có nguồn điện đi. Thò, đây. Red Gem, Red Fabric nữa, 6 cái. Ok, 6 thì có luôn. 6 cái Red Fabric. Tiếp tục là 11 cái Black Stainless Titanium, tức là cái Titanium nhưng mà mình cho vô cái màu đen á. 6 cái ha. Rồi. Kế tiếp. Mình cần, ôi 11 cái chứ không phải 6 hả? Trời đất ơi, mình nhìn lộn. Chết rồi. Nhìn gì cũng lộn nữa. Đây, cho thêm vô. Rồi đủ nha, 11 cái Black Stainless Titanium. Giờ tới Black Stainless Leather là da màu đen á, 4 cái. Có luôn. Tiếp theo là Stainless Steel Ingot. Hình như là cái sắt. Cái sắt mình nhuộm với cái silicon chân nè. Đó đúng. 13 hay là 11 ta? 13 hay sao á? 13 cái rồi. Và cuối cùng là 6 cái phôi vàng á. Là đủ nguyên vật liệu để làm ra cái bộ giáp của siêu anh hùng Thor này rồi. Được thiệt sự. Tuy là hôm nay mình chưa có khám phá xong cái tòa tháp đó, nhưng mà với năng lực của bộ giáp này thì mình sẽ sớm trở lại để comeback thôi. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo nha. Nhưng mà không, mình sẽ không làm bên đây đâu. Tại vì theo như mình biết thì Thor nó còn có những bộ giáp phiên bản cao hơn cơ, nó sẽ đẹp hơn nè. Bộ giáp hiện tại mình phao qua phần đây ha. Đấy, nó có rất là nhiều luôn nè. MCU nè, Adventure nè, Dark World nè, Eye of Ultron nè, Ragnarok nè. Hình như đây là có giống như theo tên mấy phần phim á, Cuộc Chiến Vô Cực nè, và cuối cùng là Endgame á. Và ở đây thì mình chỉ chế tạo được hai bộ giáp thôi, đó chính là bộ giáp của Infinity War nè, Trận Chiến Vô Cực, hoặc là Endgame ha. Mấy bộ giáp trên thì nó bị khóa mất rồi, nên thôi mình làm bộ giáp cuối cùng đi, bộ giáp Endgame luôn đi ha. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo thôi nào. Bum. Ôi nhưng mà khoan, mình phải cởi cái bộ giáp hiện tại mình ra đã. Nó bắt buộc mình cởi giáp hiện tại ra. Đây lại nha. Endgame. Boom, đây rồi. Bộ giáp này thì nó thua cái bộ giáp ban đầu là cái nón thôi ha. Bộ giáp ban đầu thì nó sẽ có phần nón nè. Nhưng mà thôi, bộ giáp ban đầu thì theo như mình biết á, một số thông tin mình biết thì nó chỉ có một vũ khí thôi, đó chính là cây búa, búa thò thôi ha. Nhưng mà ở bộ giáp này thì mình sẽ có tới hai cây búa lận. Các bạn có thắc mắc đó là cây búa gì không? Đây, mình sẽ kêu cây búa trở về tay của mình một cái ha. Búa thò. Đó, vừa hai tay lên. Đấy. Một cây búa là Majornia. Và cây búa thứ hai, đó chính là cây búa Stonebreaker. Cây búa này là hơi bị đã luôn á. Kìa, coi mình cầm kìa. Phóng hai cây đi. Giật về. Đấy. Hai cây búa này thì các bạn thích cây búa nào hơn? Cây búa tay trái hay là cây búa tay phải? Mình thì mình thích cây búa bên tay phải hơn, tại vì cái búa bên tay phải mình thì nhìn nó có vẻ là nó mạnh mẽ hơn á. Nhìn nó kiểu rất là chiến đấu luôn. Đó, có cái lưỡi búa kìa. Quá đã. Không biết cây búa này có chặt gỗ được không ta? Để mình lại đây mình chặt gỗ tôi coi, nhìn nó giống cây rìu chặt gỗ quá. Này nhìn giống cây rìu hơn á. Ui ui, chặt gỗ nhanh lắm. Ngon. Ngon, mình có cúp rồi mà đang thiếu rìu. Người ta dùng cây Stonebreaker đánh quái, mình lấy cây này mình đi chặt gỗ nó mới chiến á. Hết chuyện luôn. Rồi cái búa Johnny có đập được không? Cũng được nhưng mà nó cũng nhanh luôn á. Hai cây búa đều có thể thay thế cây cúp luôn. Đã ghê.
Không biết là nó có đập lòng Spawn nhanh không nữa. Cái này thì phải đợi từ từ test mới được. Và khi cầm bút mà Johnny á, thì mình cần phải xoay nè. Đó, xoay cái búa liên tục. Mình phóng đi thì mình mới có thể bay được ha. Ủa, từ 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 từ. Đợi xin. Đây. Phóng là mình nhảy lên, nó sẽ bay ha. Nó sẽ tốn thời gian mình phóng á. Còn ngược lại, khi mình cầm cây búa Stormbreaker, mình cầm là mình bay liền à. Đấy, mình đỡ với mất công mình xoay trên cho mệt ha. Rồi, và về sức mạnh thì sao? Ui, trời, hai con kia nó đang chọn nhau cơ. Căng vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test về kỹ năng á. Kỹ năng thì theo như mình biết, kỹ năng đầu tiên là hình như là giật điện hay sao á. Giật tia sét chứ nhầm. Sấm sét nè. Đó, phùng sấm sét ra. Hộp lắc luôn. Đập vô con ong. Ui trời, đập chiếc mạng cắt hướng nè. Ngon. Ở đây. Bổ vô mặt ngươi nè, đánh nhau cũng rất là căng nha. Cầm cái này đánh nhau đảo quá luôn á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test kỹ năng thứ hai. Kỹ năng thứ hai chính là Lightning Clash. Đấy, cũng là giật điện á. Ủa giờ giật sấm sét á, mình cứ bị nhầm hoài. Giật sấm sét á. Nói chung kỹ năng thì không mạnh lắm, mình dùng cận chiến mình đánh nó vẫn ngon hơn nè. 20 mấy máu. Quá đã luôn. Đó, vài đập thôi là chết nguyên một con ong to đùng. Và kỹ năng thứ ba là Lightning Strike ha. Đấy, triệu hồi sấm sét xuống. Ghê, cái này không biết có đập spawner được không ta. Quá nhiều kỹ năng mà mình cần phải test trên những cái lồng rồi đó. Kỹ năng thứ tư là Thunder Power. Boom. Giật sấm sét ở xung quanh người mình và phát nổ luôn nha, một vụ nổ nhỏ. Và kỹ năng H là Bifrost hả? Cái này chắc phải tìm quái để test cho nó trực quan quá. Ở đây có con Dung nè. Bifrost, để mình test thử coi. Giơ tay lên. Ôi, tôi mất tiêu rồi. Ủa sao mình tan lên ơi? Ủa mất cái ủng ơi. Trả cái ủng. Khốn kiếp thiệt. Trời ơi, nó tụt cái quần mình luôn rồi kìa. Trái cái quần. Trời đất ơi. Chơi mà chơi trộm cái quần trời. Khổ thiệt luôn á. Chơi bằng trộm cái quần người ta. Đây lượm cái nón lại. Thiệt luôn á. Chơi mà chơi lấy cái quần của người ta là thấy quế tèo rồi. Khốn kiếp. Mình sẽ cho sấm sét nổ banh hết. Mình là thằng sấm mà mình còn cầm cái Thunder Step nữa thì mấy con này sao chịu nói. À quên, mình có thể dùng cây búa Stormbreaker hoặc là Johnny mà. Đấy, mình sẽ cho sấm sét xuống đây ha. Ui, mình kỹ năng mình đang hồi rồi. Kỹ năng mình đang hồi không dùng được. Ui, và kỹ năng Bifrost hồi nãy hình như là mình tàn hình một lúc xong mình sẽ tấn công xung quanh và gây được rất là nhiều sát thương hay sao á. Rồi, và kỹ năng cuối cùng là gì đây? Warrior Madness. Wow. Coi cơ thể mình phát ra những tia sấm sét tấn công cái địch cơ. Em chim vô tội chết luôn rồi. Cà phê mạnh dữ. Kỹ năng cuối cùng hơi bị bá đạo luôn nha. Mình sẽ tấn công xung quanh. Địch sẽ nhận ha, sát thương. Mặc dù mình không cần chỉ vô địch đâu, nó sẽ tự dùng tia sét để tấn công vô địch luôn á. Rất là đã luôn nha. Ui, có set đồ của thần sấm. Phiên bản xịn sò con bò này thì mình có thể tự tin comeback ở thế giới kiến unstable rồi. Quá là ngon. Ê, và hình như còn kỹ năng phụ mà mình chưa test, đó chính là kỹ năng slide nè. Thì mình test thử luôn coi nó trông như thế nào nha. thường mấy siêu thùng khác là lăn lộn nhào đúng không? Còn cái này là trượt nha. Trượt rồi hình như là có thể tấn công nữa được hay sao ấy. Để mình tìm cái con gì đó mình test thử coi. Hay thiệt cái chứ. Coi. Con nào đi trên cạn đây mà test trên con gà lôi đi. Hoặc là con đánh rắm cũng được nè. Slide. Ây da, mình dùm lộn chiêu cuối rồi. Trời ui. Mình bấm nhầm chiêu cuối rồi. Slide chứ không phải là chiêu cuối. Dùng nhầm rồi. Kiếm con gì đây có con đại điểu nè. Mình sẽ test lại ha. Slide. Ui lướt không tới. Trời đất ơi. Lướt được. Đó. Như chụp Batman vậy đó. Nó tấn công được 10 đam nha. Mình lướt vậy thôi nhưng mà cũng gây đam á. Rất là VIP luôn. Rồi, nói tóm lại với set đồ của thần Thor này thì các bạn thích
thích cái vũ khí nào hơn. Giữa hai cái vũ khí này nè, mình thì thích cây Stormbreaker hơn á. Và mình sẽ sớm sử dụng set đồ này để comeback ở thế giới kiến Unstable thôi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào màn trả thù sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.